anh em mình thôi đấy, con sau để mình thôi. Em anh em mình là cái gì nào? Thế chị em mình là cái gì nè? Yo. Sáng nay là sau cái đêm mà mình nhậu với anh mừng tháng lương đầu tiên của Hùng á, thì buổi sáng hôm nay thì anh em mình dậy sớm để đi tham gia buổi đá banh với anh Phong. Rồi nói chung là bây giờ năm anh buổi sáng thì bây giờ từ Kanagawa tỉnh của anh em mình sinh sống á, bây giờ đến Saitama à, mình anh em mình vừa mới tới Saitama này là đến bây giờ là 7:50 rồi, và chưa ăn sáng mà nên bây giờ là ăn cái tiệm trong đây à, ăn sáng cái tiệm chi là ở trong ga luôn các bạn, chưa mình chưa ra khỏi ga, đang còn ở trong ngồi trong ga này, bây giờ mấy anh em đi ăn sáng nữa. Cái tiệm này hình như tiệm udon ấy mà, udon với soba này, soba với udon này, rất là nhiều loại. Tí nữa mình sẽ vô trong mình ăn, giới thiệu món ăn cho các bạn nhé. あ、 bây giờ đi phiếu à. À, hãy, xin lỗi. Hãy. Vâng, các bạn sẽ thấy là bây giờ mình ăn sáng với lại tô soba trứng sống. Các bạn thấy trứng sống không? À, còn Hồng thì ăn curry. Với anh Phong cũng ăn soba, nhưng mà soba tempura. Đấy. Cái nước soba rất là thơm đấy mà. Ăn thơm không? Cái mì mà mì soba này thường họ sẽ làm bằng bột mì mà trộn trong mì là trứng đấy mà. Các bạn hôm nay thấy Hùng chơi mẫu nguyên cây ghê không? Đi cua gái mà hôm nay tổ chức giải bóng đá Việt Nam mà. Thơm ngọt. Phạm Đắc Hùng, giảng viên GWS trên YouTube.
Nghe bài giảng nè. Lòng nó được nhưng mà nó tốn thời gian không? Bạn Hùng là làm cái phần mà hướng dẫn WCAT ở trên YouTube nha các bạn. Nên kênh chú tin kìa. Kênh chú hướng dẫn kênh gì? Kênh kênh YouTube của chú á. Thích ở đây phát mà. Ở trên mình sẽ kèm link của kênh của Hoàng Hùng phía dưới. Bạn nào mà thích tìm hiểu về WCAT à? GWCAT á, về máy tính các bạn, như các phần mềm mà giống như là trên sữa đồ á, mà Hùng cũng hay đăng lắm. Anh học cho không? Được. Mấy thằng có xin tài liệu, cái anh có tài liệu không? Trang có thu á, tài liệu đâu tài liệu? Cái nước của bà rất là ngọt, mình muốn nói thiệt. Sáng mà làm nước sô bà ấm 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 này thơm không nhỉ, ấm ấm ruột. Ở bên Nhật nha bạn, các bạn nếu mà các bạn mà qua Nhật á, các bạn sẽ thấy là ramen sô bà rất là nhiều á. Nhưng mà thực sự ra là theo mà người Nhật á, thì mỗi cái tiệm sô bà á, nó sẽ có cái vị khác nhau. Như cái nước này á, thì có tiệm thì hầm bằng xương, còn có tiệm thì sẽ họ hầm bằng cái canh cá rồi á, nói chung là nhiều nhiều vị lắm. Vâng, xong xong tô lắm rồi. Các bạn mà ăn xong á, các mấy cái tiệm như thế này này là họ ngồi ở đây này. Đó, thì các bạn ăn xong thì các bạn phải để trên trên này này. Đó, để cho người ta họ sẽ tự dọn nha. Uống ly nước nước này. Vâng, bây giờ mình với anh Phong với lại đợi em đọc tiền tàu đó anh, đợi đấy. Tù cha, sao mà nuốt tiền nhanh dữ vậy trời. Ngồi đi. Đúng mà kiếm sĩ phương nào mà tới đây. Thôi bây giờ mình phải ra. Ra ra đã. Các bạn sẽ thấy là hôm nay Dũng này, Dũng là làm chung công trình với anh Phong này. Đó. À, hôm nay là chỉ có đối thủ không? À, nói chung là làm chung công trình nhưng mà hôm nay là đối thủ trong đá banh. Đó. À, Dũng là khác đội với anh Phong. Không có chung trả gì đó. Giò chém giò. Thôi bây giờ anh em mình đi đã. Rồi bây giờ là đi bộ tới hay đang Dũng? Đi xe buýt rồi. Hiện tại thì sau khi ăn xong buổi sáng các bạn, thì anh Phong anh vô mua mấy chai nước để tí nữa đá banh nếu có khác thì uống á. Nói tiện thể đây mình sẽ quay cho các bạn là buổi sáng của người Nhật thì thường sẽ ăn những món gì. Các bạn sẽ thấy là đây là những chỗ mà bán cơm nắm này. Đây là loại cơm nắm trong biển nè, ở bên trong có ruốc với lại giống như là kiểu nó thịt băm á.
Với lại đây là loại cơm mà cơm nấm có vị chua này. Cái này mình ăn không được. Cái này ăn kiểu chua chua lắm. Còn rất là nhiều loại cơm nấm, mấy cái loại cơm nấm này thì ngon này. Các bạn thấy không? Có rất là nhiều loại cơm nấm. Đây còn có cả loại cơm nấm cá hồi này. Thực sự ra là người Nhật họ rất hay ăn buổi sáng và loại những loại cơm nấm như thế này. Còn ở phía dưới con mini thì họ sẽ thường họ ăn những buổi trưa thời gian nhanh, cái kiểu loại cơm hộp như thế này này các bạn này. Còn mà nhanh nữa thì sẽ là bánh mì. Mà bây giờ mình anh Phong rồi. Anh Phong mua không? Đang tính tiền à? Thực sự ở bên Nhật thì nó không có quán xá như ở Việt Nam mình, như là tạp hóa là gì đó, tạp hóa quán ăn ở vỉa hè đâu. Thì ở bên Nhật thì chỉ có là con mini với lại những tiệm tự mở của người dân thôi, nhưng mà rất là ít. Hầu như là con mini thì cứ mỗi một đoạn một khu nào đó thì họ sẽ mở một cái con mini để cho người dân họ mua ở đó. Bây giờ anh em mình thôi ra ngoài không ơi. Không. Anh đeo mày nhìn thấy chưa? Bây giờ anh em mình sẽ với anh Phong, với Dũng, với Hùng thì đang sẽ ngồi đợi xe buýt đi đến chỗ mà chỗ cái sân vận động mà đá banh.